cách dọn dẹp và giải phóng bộ nhớ Telegram. Bình thường quý vị sử dụng Telegram, quý vị truy cập rất nhiều các group hoặc các channel. Việc này khiến cho dung lượng bộ nhớ thiết bị của quý vị tốn rất nhiều dung lượng. Bây giờ quý vị hãy vào phần cài đặt. Setting. Vuốt màn hình lên, tìm đến Data and Store. Chọn tiếp vào Store User. Quý vị phải chờ cho cái vòng quay này nó load hết. Trường hợp quý vị có nhiều các group mà quý vị sử dụng thì cái này nó load rất chi là lâu. Còn quý vị có ít thì nó load rất chi là nhanh. Rồi bây giờ tôi sẽ chờ nó load hết ra và tôi sẽ xóa hết những cái lịch sử dữ liệu đi. Trong phần Keep Media, quý vị có thể giảm cái này xuống. Tương tự, cái phần Maximum Key, quý vị cũng có thể giảm nó xuống. Rồi, khi nó load xong, quý vị sẽ thấy một cái màn hình xuất hiện. Quý vị vuốt màn hình lên. Đó, và đây là danh sách các group. Nó sẽ hiển thị ở phía dưới. Và cái số lượng bao nhiêu MB nó đã được tải về. Bây giờ quý vị hãy chọn vào Clear Telegram. Ok. Chọn Clear để xác nhận. Rồi quý vị hãy chờ cho cái này nó chạy xóa bằng sạch. Quý vị hãy chờ nó chạy đến 100%. Ok, vậy là đã xóa hết dữ liệu. Bây giờ quý vị có thể back lại và thử vào lại Store User. Quý vị sẽ thấy nó load rất chi là nhanh, không phải chờ. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Quý vị nếu thấy hay, đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.